đang làm việc mà tự nhiên nó hết 3G thiệt. Bác Tam, khổ quá thôi em ơi. Con khổ quá. Bao nhiêu công sức bây giờ đổ xong đổ biển, con khổ quá bác Tam. Này làm gì mày khổ? Khổ lắm, con đã cố gắng như vậy mà nó lại kết quả như vậy. Con đã làm cố gắng với chuyện đó nhưng mà tại sao lại xảy ra chuyện đó, lại cứ như vậy mà tại sao lại xảy ra chuyện đó? Mày nói nãy giờ tao không hiểu gì hết trơn, trời nói ngắn gọn lại. Con bây giờ tự nhiên á, nó... Nói sao? Mới đầu con thấy ruộng đồ xanh tươi tốt lắm, mọc cao lên, ai ngờ đâu cô sao tím nó đó là lúa cỏ. Lúa cỏ thì giờ gì mày trị lúa cỏ không? Bây giờ chị sao đâu biết, cô sao tím nó là nhờ bác Tám chỉ dùm cho. Trời đất ơi, ruộng mày bị lúa cỏ là có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là bây giờ vậy, nếu như mà ruộng đã bị lúa cỏ rồi, nếu mà lúa cỏ nó còn nhỏ đó thì mình sử dụng thuốc, mình phun, mình xịt diệt nó. Còn nếu mà nó lớn rồi thì mình phải dùng phương pháp thủ công thôi. Là mày lâu xuống mày nhổ không ấy, mày cắt bông nó, mày đem lên bờ. Vậy thôi hả? Hả? Không mà thiệt, con nghĩ con tức quá, tự nhiên đang ngon lành, đang ngon chớn mà tự nhiên sao xui xui, tự nhiên xảy ra chuyện này kỳ lạ thiệt chứ. Đầu vụ á, ông già tía mày xạ rồi, giống lúa có xử lý không? Đâu biết gì đâu. Bởi vậy, nông dân thời buổi này mà đi làm cái kiểu cũ thì làm sao mà thắng? Không bị cái này, không bị kia đó là chuyện kêu chắc hên lắm. Thì đó hên thì mình thắng, mình xui mình thua đâu. Bởi vậy cứ hên xui may rủi. Mày làm ăn bây giờ mà mày cứ trông chờ gì, mày cậy vô cái chuyện hên xui may rủi làm sao mày thắng. Chứ bây giờ sao? Đây nè, tôi nói là lúa mà muốn xạ đó phải xử lý bằng cách như vậy. Sao? Lúa giống mình ngâm tỷ lệ là 100 lít nước với lại 15 kg muối, quậy cho nó đều ra thành một cái dung dịch nước muối 15%, đổ lúa vô trong tổng ngâm, quậy đều lên, trộn đều lên thì cái lúa lừng nè, cái lúa mà nó bị mầm bệnh nè, là mình loại bỏ ra, thậm chí hạt lúa cỏ ở trong đó nó cũng dằn ra. Ủa đơn giản hả ta? Không đi liền tay. Khoan chưa, còn nữa mày còn phải quản lý đồng ruộng của mày một cách lưng canh. Vậy rồi biết rồi. Chưa, còn nữa. Sao? Trước khi mày gieo xạ thì mày cũng phải trục cái đám ruộng mày, mày phải diệt sạch cỏ bằng cách mà phun thuốc diệt cỏ, để khi mà lúa mày gieo xuống rồi cỏ nó không mọc lên, nó ăn hết cái phần dinh dưỡng của cây lúa. Ủa đơn giản hả ta? Mày cũng đi liền tay. Chưa. Cái gì nữa? Chừng hai lần nữa tới giác là sạch trơn khỏi lao. Khỏi đánh mẹ đi. Nó bị nó gieo lại hoài vậy sao? Mày thấy những điều nãy giờ tao nói có đơn giản không? Đơn giản quá trời đơn giản mà. Mày làm được không? Được. Sao mà... mày không làm? Để ý hay sao? Mày nghĩ đơn giản quá mà. Ba mày với mày làm ruộng theo cái kiểu là phú cho ông trời. Có ngày ông trời cũng lấy lại, không có hột lúa thì được ăn. Thôi mà, các đừng nói vậy để ông đi liền tay. Chưa. Cái gì nữa ta? Tổng kết lại coi nãy cái điều người tao nói mày thu được gì mày nói tao nghe. Thì đó là bây giờ là mình phải diệt lúa cỏ, xong rồi mình sàng lại giống, rồi xong rồi bây giờ là mình phải tâm canh. Thôi mày đánh như này, nói còn không đâu nữa. Nên nhớ 4 điều. Thứ nhất là phải xử lý giống cho tốt, quản lý nước cho tốt trong ruộng của mình. Thứ hai, thứ ba là phải vệ sinh đồng ruộng. Thứ tư là mình phải luân canh sao vụ để mà mình trị được cái bệnh lúa cỏ sau này. Rồi hiểu liền tay. Mày hay quá ha. Cái gì nữa? Thời buổi hội nhập, nông dân phải biết ha, thời cơ thách thức mở ra, người người ý thức, nhà nhà yên vui.